Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại, hệ thống lại các kiến thức môn lịch sử địa lý lớp 9 phần địa lý mà chúng ta đã học trong những tuần qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ sắp tới. Với nội dung ôn tập à cô sẽ có hai nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất đó là phần lý thuyết. Ở phần lý thuyết cô sẽ kiểm tra với hai hình thức. Thứ nhất đó là hình thức trắc nghiệm. À cô tập trung chủ yếu là ở bài 6 và cái hình thức thứ hai đó là phần tự luận. Cô sẽ hỏi một vài câu hỏi ở bài số 2 và bài số 4. Nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng với bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới cô sẽ cho các em nhận xét bản số liệu của bài 1 hoặc là bài 3 trong chương trình phần lịch sử địa lý, phần địa lý mà chúng ta đã học trong những tuần qua. Cụ thể là phần lý thuyết với bài số 6 bài công nghiệp. Các em cần phải nắm được những cái nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp cũng như trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp này. Bên cạnh đó các em cần phải nắm được các cái khái niệm về công nghiệp xanh, vai trò của ngành công nghiệp xanh cũng như là vấn đề phát triển công nghiệp xanh hiện nay ở nước ta. Bài công nghiệp các em cần phải nắm được vị trí địa lý và các nhân tố tự nhiên cũng như là những nhân tố kinh tế, xã hội, cụ thể là với cái vị trí địa lý, các em cần phải nắm được cái vị trí địa lý nước ta là nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, giáp với biển Đông, thuận lợi cho việc giao lưu, nhập nhiên liệu, nguyên liệu, trao đổi sản phẩm để phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, bao gồm những cái nhân tố tự nhiên như là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu và các cái nguồn tài nguyên khác khi nói đến nhân tố tự nhiên thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những cái nhân tố kinh tế xã hội đó chính là những cái nhân tố à, nguồn lao động à, nhân tố thứ hai đó là cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật khoa học công nghệ và nhân tố thứ ba đó là các chính sách công à, nghiệp và cuối cùng đó là thị trường à, đây là những cái nhân tố kinh tế tự nhiên cũng như là những cái nhân tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp vậy à, công nghiệp nước ta có cơ cấu à, ngành công nghiệp như thế nào à, do nước ta là nước có cái tài nguyên thiên nhiên đa dạng à, và cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng này nó đã tạo nên cơ sở nguyên liệu nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành à, các cái nguồn à, các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên có cái trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển những cái ngành công nghiệp trọng điểm à, tiêu biểu đó là ngành khai thác nhiên liệu. Đây là một cái ngành công nghiệp trọng điểm gồm có à, khai thác dầu thô và khai thác khí tự nhiên. Cô cần các em nắm được cho cô cái tình hình phân bố ngành khai thác dầu thô này cũng như là ngành khai thác khí tự nhiên. Với dầu thô à, được phân bố tập trung ở thềm lục địa phía nam thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở nước ta và khai thác khí tự nhiên cũng tập trung ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng mà ngoài ra thì còn có ở tỉnh Thái Bình và tỉnh Cà Mau. Ngành công nghiệp trọng điểm thứ hai đó là ngành công nghiệp sản xuất điện trước đây về cơ cấu sản xuất điện ở nước ta à, gồm có thủy điện và nhiệt điện nhưng mà trong những thập niên gần đây thì nhờ có cái nguồn năng lượng tái tạo à, chúng ta còn có ngành điện gió và điện mặt trời. Ở nước ta 3/4 là đồi núi và lãnh thổ Việt Nam có mạng lưới sông ngòi rất là dày đặc các con sông chảy trên một cái miền đồi núi có cái độ dốc lớn sức chảy của các cái dòng sông mạnh suyết. đây là cơ sở để chúng ta phát triển ngành công nghiệp và năng lượng thủy điện vậy nước ta có những cái nhà máy thủy điện tiêu biểu nào đó là nhà máy thủy điện Sơn La Hòa Bình Lai Châu Tiên Quang hay là Gia Ly Sê San 1 Sê San 2 Sê San 3 vân vân À, và nói đến nhà máy nhiệt điện thì chúng ta có những cái nhà máy nhiệt điện chạy bằng than như là phả lại uông bí mông dương à, vũng áng hay là vĩnh tân còn những cái nhà máy nhiệt điện chạy bằng à, khí à, đó là nhà máy à, nhiệt, à, nhiệt điện phú mỹ cà mau và à, công nghiệp điện gió ở nước ta à, phát triển mạnh ở cái vùng à, tây nguyên vùng duyên hải nam trung bộ và đông nam bộ tiêu biểu là những cái nhà máy lớn ở các tỉnh quảng trị ninh thuận bạc liêu và cà mau còn ngành công nghiệp điện mặt trời được phát triển chủ yếu ở duyên hải nam trung bộ và tây nguyên các tỉnh có nhiều nhà máy điện mặt trời là ninh thuận bình thuận và đắk lắc tiếp theo đây đó là ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử máy tính đây là ngành công nghiệp trọng điểm thứ ba ở nước ta bao gồm máy tính linh kiện điện tử điện thoại linh kiện điện thoại tivi lắp ráp máy điều hòa vân vân những cái ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử và máy tính này phần lớn là tập trung ở những cái thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, bên cạnh đó còn có những tỉnh như là Bắc Ninh, Bắc Giang hay là Đồng Nai, vân vân. Ngành công nghiệp trọng điểm thứ tư đó là ngành công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống. À, ngành công nghiệp này à, dựa trên thế mạnh các cái sản phẩm ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng như là sản phẩm ngành thủy điện à cô xin lỗi là ngành thủy sản ở nước ta. Do à, các cái sản phẩm nông nghiệp nước ta à, đa dạng nên là cái ngành này cũng phát triển mạnh à, ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam nhưng phần lớn là tập trung ở các cái đô thị lớn nơi có dân cư đông tiêu biểu là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, ở Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai. Tiếp theo đây là một cái ngành công nghiệp trọng điểm thứ năm, đó là ngành công nghiệp dệt may và giày dép với những sản phẩm của ngành này là vải quần áo giày dép giày da giày thể thao vân vân và ngành công nghiệp dệt may và giày dép này cũng phần lớn là phân bố rộng lãnh thổ, khắp lãnh thổ nhưng mà cũng tập trung ở những cái thành phố lớn như là thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng và nam định đó là những cái ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta tiếp theo là công nghiệp xanh các em cần phải nắm được thế nào là ngành công nghiệp xanh cũng như là vai trò của ngành công nghiệp xanh hiện nay ở nước ta. Tiếp theo đây là phần tự luận. Phần tự luận cô sẽ có một số câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất tập trung ở bài số 2. Các em giải thích được vì sao mạng lưới đô thị nước ta phân bố không đồng đều Câu hỏi số 2 Tại sao lợn được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng sông Hồng vùng đồng à, đông Nam Bộ vùng trung du miền núi Bắc Bộ Và câu hỏi số 3 Việc khai thác thủy sản biển ở nước ta gặp phải những khó khăn nào là chủ yếu và câu hỏi số 4, tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thăm canh nông nghiệp ở nước ta với câu hỏi 2, 3 và 4 à ba câu hỏi này tập trung ở bài số 4, bài nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta. À, nội dung thứ hai à, chúng ta ôn tập à, trong tiết này đó chính là phần kỹ năng à, như khi nãy cô nói là trong bài kiểm tra giữa học Kỳ 1 sắp tới, cô sẽ tập trung vào phần nhận xét các bảng số liệu. Tiêu biểu là à, bài số 1, chúng ta sẽ à, nhận xét bản số liệu 1.1 trang 107 sách giáo khoa. Còn ở bài 3, chúng ta sẽ à, nhận xét bản số liệu 3.1 trang 112 sách giáo khoa. Cụ thể là ở bài số 1 dựa vào bảng số liệu 1.1 các em sẽ nhận xét về quy mô dân số và tỷ lệ gia tăng dân số nước ta giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2021 và ở cái bài số 3 bảng số liệu 3.1 với bảng số liệu này các em dựa vào bảng số liệu này các em nhận xét À, thu nhập bình quân đầu người một tháng giá hiện hành phân theo vùng ở nước ta năm 2010 và năm 2021 à, tiết ôn tập à, chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ sắp tới đến đây là kết thúc cô chúc các em làm bài đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ sắp tới à, chúc các em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em ở những à, tiết học Mời kế tiếp mến chào các em